Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi học chính thức đầu tiên trong khuôn khổ của khóa học miễn phí dành cho các bạn 2K9. Chị gặp lại các em ở trong buổi học ngày hôm nay. Các bạn đã rất háo hức rồi đúng không nào? Xin chào các em. Bạn nào đã vào học rồi thì chúng mình hãy mau chóng điểm danh bằng cách là bình luận với cú pháp bao gồm thứ nhất họ và tên và đi kèm với cả dòng chữ là em đã vào học. Cứ cho chị nhá. Rồi, xin chào các bạn. Xin chào các em. Những bạn nào đã vào học rồi nhở? À, rất là nhanh chóng. Chị đã thấy ở đây khoảng 10 bạn vào học rồi này. Xin chào các bạn. Hôm nay lỡ mất của chúng mình khoảng độ 10 phút đồng hồ do có một số vấn đề trục trặc. Và bây giờ chị đã có mặt ở đây để đồng hành cùng với các em trong buổi học này rồi đấy. Xin chào các bạn. Nào, để chị xem là đã có những bạn nào vào học rồi nhá. Các bạn ơi, hình như là chúng mình còn có một nhóm chat dành riêng cho khóa học này nữa. Thế nên bạn nào đã vào học rồi thì có thể giúp chị gửi link của buổi học này vào trong nhóm chat của lớp, đồng ý không ạ? Nhá, bạn nào đã vào học rồi thì có thể giúp chị gửi link của buổi học này vào trong nhóm chat. Để có bạn nào lỡ như chưa nhận được thông báo ấy, thì các bạn có thể chủ động vào học luôn. Đồng ý không nào? Và chị biết là để vào được nhóm chat của lớp mình còn có một số những cái quy định đấy. Thế nên là ở buổi sau, nếu như còn bạn nào chưa được vào nhóm chat ý, thì chúng mình có thể là nhắn tin cho chị Lan Anh nhá. Nhắn tin cho chị Lan Anh để được hướng dẫn. Đồng ý chưa nào? Ồ, ở đây có đến gần 20 bạn vào học rồi này. Rồi, thế thì bây giờ cho chị giới thiệu một chút xíu nhá. Chị là Hải Quỳnh, chị đến từ tiêu học Văn Trị Hiên. Ngày hôm nay thì chị có thay chị Lan Anh để phụ trách buổi học này cùng với chúng mình. Do chị Lan Anh có một chút xíu hơi mệt về sức khỏe. Đồng ý không nào? Buổi sau chị Lan Anh sẽ lại quay trở lại cùng với chúng ta. Chị xin phép là gặp các bạn ở trong buổi học ngày hôm nay với một chút xíu về kiến thức thôi. Thế nhưng mà chị tin chắc rằng là những kiến thức này các bạn sẽ cần phải nắm chắc để vừa hiểu được lại vừa phân tích được thật là hay về văn bản tôi đi học đấy. Rồi, xin chào các bạn. Nhớ nhá, giáo viên phụ trách chính ở trong khóa học của chúng ta vẫn là chị Lan Anh. Còn hôm nay thì chị Lan Anh có đôi chút mệt một chút xíu về mặt sức khỏe. Có lẽ là do hồi hộp quá đến với buổi học đầu tiên của chúng mình. Thế nên là hồi hộp quá. Đó, thế thì hôm nay thì chị sẽ thay chị Lan Anh đồng hành cùng với các em nhá. Buổi học sau và trong tất cả những cái thắc mắc của các bạn thì chị Lan Anh vẫn sẽ hỗ trợ giải đáp nhiệt tình. Và các bạn cũng thấy đấy, tiêu học Văn Trị Hiên sẽ luôn luôn cố gắng để làm sao đảm bảo lịch học của chúng mình nhá. Rồi, các bạn ơi, và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với văn bản Tôi đi học. Không biết là ở đây đã có bạn nhỏ nào chúng mình đã đọc văn bản này rồi nhỉ? Bạn nào đã đọc văn bản này rồi, giơ tay cho chị biết nào. Nào, chị còn biết nhá, là có những bạn ý, là chúng mình không những đọc rồi mà chúng ta còn cả nắm được một số những ý phân tích rồi cơ. Rất là siêu luôn ấy. Thế nhưng mà trước tiên cho chị hỏi là đã có bạn nào đọc về văn bản này rồi không nhở? À rồi, không có tên đã đọc rồi. Không có tên thì tên em là gì? Bạn nhỏ không có tên thì tên em là gì? Rồi, xin chào Khải Thư, xin chào Thế An. Ui, tên của các bạn hay thật sự luôn ấy. Xin chào Trà My, Hà Ngân cũng đã đọc rồi này. Uầy, à chị biết tên của bạn không có tên rồi nhá. Thì ra bạn không có tên, có tên là bạn Trà My. Rồi, ok, xin chào các bạn. Rồi, Gia Hân đã đọc rồi này. Thanh Huế đã đọc rồi này, Thanh Huyền đã đọc rồi, rất tuyệt vời. Thế thì không biết là các bạn có cảm nhận như thế nào về văn bản này? Chúng mình đã đọc, chúng ta đã cùng sống lại với những cảm xúc của Thanh Tịnh trong cái buổi đầu tiên tự trường. Đúng không? Chúng ta đã được gọi về cho mình những cái xúc cảm mà có lẽ ai cũng mang trong mình một cái khoảng trời ký ức riêng về cái ngày đầu tiên tự trường như thế. Thế thì ngày hôm nay, những bạn nào chúng ta đã đọc rồi thì chúng mình sẽ một lần nữa ngẫm nghĩ lại này và chúng mình sẽ cùng với chị khám phá từng dòng văn của Thanh Tịnh nhé. Còn những bạn nào chưa đọc thì còn chần chừ gì nữa, chúng mình bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay luôn thôi. Rồi, xin chào các bạn và bây giờ chúng ta sẽ đến với buổi học về văn bản Tôi đi học nhé. Việc mà các bạn cần phải chuẩn bị này, đồ dùng mà các em cần phải chuẩn bị khi tham gia những buổi học này bao gồm thứ nhất là vở ghi hoặc là giấy ghi, nói chung là một cái phần giấy để có thể ghi chép được nhá. Thứ hai là sách giáo khoa. Thế mà ở đây ngày hôm nay do gấp quá chị chưa kịp mua sách giáo khoa nên là chị phải in ra cái phần phần chữ đây này, phần sách giáo khoa của chúng mình về văn bản này đây này.
Điện thoại của chị hơi bị ao nét một chút xíu. Đây, nó rất nhanh chóng, nó sẽ quay trở về với chế độ nét căng rồi đây nhá. Đấy, thứ hai là sách giáo khoa nhá. Và thứ ba, có giấy, có vở thì không thể thiếu bút được, đúng không? Và các em cũng có thể sử dụng thêm những cái bút màu như là bút đỏ, bút xanh, bút tím, hay là những cái bút màu khác, bút dạ quang để đánh dấu nhá. Cái đó là tùy các bạn, đồng ý chưa nào? Rồi, bây giờ sẽ cùng với chị đi vào tìm hiểu về văn bản này. Trước tiên, nào, chúng ta sẽ có một cái phần tiêu đề nhá. Văn bản tôi đi học. Rồi, chúng ta sẽ đến với văn bản tôi đi học. Rồi các bạn ơi, tìm hiểu về văn bản này ý, và cũng như là phần tìm hiểu về tất cả các văn bản khác ý, chúng ta sẽ bao gồm 3 phần chính nhé. Từ đây các em hoàn toàn có thể tự chuẩn bị trước cho mình những cái phần ghi trước tiêu đề nhá. Ở đây ý, thì đối với tất cả các cái văn bản trong quá trình học cùng với chị Lan Anh ở trong khóa học này, chúng ta sẽ đều bao gồm 3 phần chính như sau. Phần 1 lớn là chúng ta sẽ có cái phần tìm hiểu chung. Được chưa nào? Sau đó chúng ta sẽ đi vào phân tích. Hoặc là ở trên lớp thì thầy cô sẽ có cái phần là đọc hiểu văn bản đấy. Hiểu không ạ? Nhá, phần này sẽ tương ứng với phần đọc hiểu văn bản mà thầy cô sẽ hướng dẫn chúng ta ở trên lớp. Và phần cuối cùng là phần tổng kết. Tuy nhiên, khi mà các bạn tham gia học đầy đủ này thì không những là các bạn có 3 cái phần kiến thức này trong tài liệu đâu, mà chúng ta còn có phần kiến thức ví dụ như là mở bài, kết bài mẫu này, ví dụ như là dẫn chứng liên hệ mở rộng này. Đấy, thế nên ở đây nhớ nhá, chỉ là 3 phần chính thôi, còn những cái phần thêm vào khác nữa thì có lẽ là không giới hạn. Đó, đồng ý chưa nào? Chỉ cần là các bạn chăm chỉ học thôi. Rồi, thế thì bây giờ, trong buổi học ngày hôm nay là một buổi học với một khoảng thời gian nho nhỏ chị đồng hành cùng với các bạn, thì chị sẽ cùng với các em tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm và một phần phân tích ở trong văn bản này nhé. Đấy, và để bù đắp cho buổi học ngày hôm nay chưa thể đồng hành cùng với các bạn, thì chị Lan Anh sẽ quay trở lại vào buổi học ngày mai với phần nội dung tiếp tục về văn bản này. Đồng ý với chị không nào? Đấy, thế là riêng về văn bản này chúng ta học đến 2 buổi luôn nhé. Không sợ là chúng ta thiếu kiến thức nữa rồi, đúng không nào? Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi vào phần đầu tiên ạ. Một lớn, đó là phần tìm hiểu chung. Gọi là tìm hiểu chung đấy, thì chúng mình tìm hiểu về những kiến thức gì? À, chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến thức tác giả. Về tác giả Thanh Tịnh này, nhá, đồng ý chưa nào? Đó, và thứ hai đó là về tác phẩm có tựa đề là Tôi đi học. Các bạn cũng lưu ý luôn cho chị nhé, một khi chúng ta đã viết về nhan đề tác phẩm ý, các bạn để vào trong ngoặc kép cho chị, tạo một cái thói quen đi ạ. Bởi vì là bây giờ sau cái quá trình đồng hành cùng với các anh chị 2K6 này, 2K7 này, mà bây giờ các anh chị 2K7 đang rất là sốt sắng trong cái kỳ thi vào 10 ý, có những anh chị vẫn cứ bị làm những cái lỗi trong việc trình bày như thế và bị mất điểm luôn đấy nhá, bởi vì là quá nhiều những tên nhan đề không để trong ngoặc kép, thế là cứ như thế bị trừ điểm. Nên là các bạn ngay từ năm lớp 8 này rèn cho chị cái kỹ năng này nhá. Đó, nhỏ thôi nhưng mà sẽ giúp cho bài làm của các bạn rất là hoàn thiện và rất cẩn thận đấy, nhớ chưa? Tên văn bản này, tên tác phẩm này để trong ngoặc kép cho chị. Rồi đó, vậy thì bây giờ đi vào từng phần một nhá. Một nhỏ nè, tác giả Thanh Tịnh. Rồi, các bạn ơi, nếu như bạn nào đã từng theo dõi những phần tài liệu, theo dõi cái quá trình mà học văn chị Hiên đồng hành cùng với các bạn ý, thì đối với mỗi tác giả, các anh chị đều đặt cái mục tiêu làm sao giúp cho các bạn dễ nhớ nhất. Và tất nhiên là phải nhớ đúng rồi. Đấy, thế thì các anh chị đã xây dựng một cái khung, những cái ý chính liên quan đến các tác giả, bao gồm 3 ý chính như sau, mà chúng ta chỉ cần áp vào từng tác giả một thôi là chúng ta sẽ có thể nắm được nhá. Thứ nhất là chúng ta nắm được về cuộc đời của tác giả này.
bao gồm những thông tin về tên, tuổi, năm sinh, năm mất, quê, quán, tiểu sử. Nhớ chưa ạ? Đấy là về cuộc đời. Thứ hai sẽ là về, quan trọng hơn là về sự nghiệp sáng tác. Nhớ. Và cuối cùng, với tất cả những sự cống hiến đó thì mỗi tác giả đều có cho mình những cái thành tựu riêng. Thì chúng ta sẽ có ý thứ ba là thành tựu. Sau này các bạn tìm hiểu về những tác giả khác hay thậm chí là những tác giả trong phong trào thơ mới như là Thế Lữ này, đấy vân vân, thì chúng ta cũng sẽ bao gồm ba ý chính như thế này. Đồng ý chưa ạ? Rồi, thế thì bây giờ đố các bạn biết nhá, thông tin về tác giả thì chúng ta khai thác ở đâu? Đố các bạn biết đấy. Đố các bạn biết thông tin về tác giả thì chúng ta khai thác ở đâu nhỉ? Nào, thông tin về tác giả chúng ta khai thác ở đâu đây? À, đã có sách giáo khoa. Sách giáo khoa coi như là một cái cuốn sách rất là thần kỳ cho chúng ta luôn nhỉ? Chúng ta sẽ đến với phần chú thích sách giáo khoa để nắm bắt thông tin về tác giả Thanh Tịnh nhé. Đây, chị sẽ chỉ cho các bạn biết là đọc ở đây thì chúng ta sẽ biết được đâu là thông tin về cuộc đời này, đâu là thông tin về sự nghiệp sáng tác này, và đâu là thông tin về thành tựu. Đồng ý chưa? Nào, trước tiên về cuộc đời nhé. Các bạn có thể dùng bút highlight hoặc là các bạn ghi lại cho chị những từ khóa như sau vào trong vở của mình này. Về cuộc đời, thứ nhất chúng ta được biết tác giả Thanh Tịnh sinh năm 1911, mất năm 1988. Đồng ý chưa nào? Nhá, sinh năm 1911 và mất năm 1988. Đó là thông tin đầu tiên. Thông tin thứ hai, tên khai sinh là Trần Văn Ninh. Nhá, tên khai sinh là Trần Văn Ninh. Thông tin thứ ba về quê quán này, quê ở xóm Gia Lạc, ven sông Hương, ngoại ô thành phố Huế. Ngoại ô thành phố Huế. Mảnh đất Huế thương với dòng sông Hương vẫn được coi là vùng đất cố đô với rất nhiều những sự lãng mạn. Và nhà thơ Thanh Tịnh đã được sinh ra lớn lên ở một mảnh đất giàu chất thơ như thế đấy. Đồng ý chưa nào? Tiếp tục này, tiếp tục. Về cuộc đời của tác giả này, chúng ta tiếp tục chú ý với những thông tin như sau. Từ năm 1933, ông đi làm ở các sở tư, rồi vào nghề dạy học và bắt đầu viết văn, làm thơ. Đấy, thì đây, cái câu văn tiếp theo này chính là câu văn về cuộc đời, cái quá trình làm việc, những cái công việc mà tác giả này đã từng trải qua. Nhá, thì chúng ta thấy là ở đây, chúng ta có thể ghi nhớ với những từ khóa như sau. Đó là Thanh Tịnh đã từng làm nghề dạy học. Và sau đó là bắt đầu tham gia viết văn, làm thơ. Đấy, nhớ chưa nào? Đó, thế là đã xong những cái từ khóa liên quan đến ý về cuộc đời tác giả rồi. Và với những ý này các bạn sẽ nhớ và chúng ta có được cái chất liệu, có được cái thông tin để chúng mình viết trong phần mở bài rồi đấy. Đồng ý không? Nhá, đấy, các bạn lưu ý cho chị những cái thông tin như thế này. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ đến với ý tiếp theo. Những ý này chúng mình nhìn thì nhiều như vậy, nhưng mà các bạn có biết là điều chúng ta cần phải tập trung là về kiến thức nào không? Là về sự nghiệp sáng tác nhá. Bởi vì các bạn cũng biết đấy, điều quan trọng nhất của một nhà văn, của một nhà thơ chính là quá trình sáng tác của mình. Đó, vậy nên rằng khi tìm hiểu về các tác giả thì cái điều chúng ta quan trọng nhất chính là về sự nghiệp sáng tác nhá. Rồi, thế thì về sự nghiệp sáng tác trong sách giáo khoa cung cấp cho chúng ta những kiến thức gì? Đây, bắt đầu từ câu văn này, chính là câu văn về sự nghiệp sáng tác đấy. Sáng tác của Thanh Tịnh nhìn chung đều toát lên vẻ đẹp đằm thắm, tình cảm êm dịu, trong trẻo. Đó, các bạn ơi, ở đây sách giáo khoa cung cấp cho chúng ta những cái tính từ rất là hay để chúng ta viết về sự nghiệp sáng tác của Thanh Tịnh. Đó là những tác phẩm đều toát lên vẻ đẹp đằm thắm này. Đúng không nào? Thứ hai là gì nhỉ? Tình cảm êm dịu, trong trẻo này. Đây, người ta được coi là phong cách
sáng tác đấy các bạn ạ. Nhá, đó, phong cách có nghĩa là cái chất riêng. Và sau này các bạn nếu mà đi theo con đường là theo đuổi học sinh giỏi môn văn này thì các bạn sẽ không còn lạ lẫm với khái niệm phong cách này đâu. Còn đối với những bạn lần đầu tiên nghe đến phong cách này hoặc là đã nghe đến rồi nhưng mà chưa hiểu ấy, thì ở đây chị giải thích để các bạn hiểu một cách đơn giản nhất nhá. Phong cách chính là từ để chỉ cái chất riêng của các tác giả trong quá trình sáng tác. Các bạn biết đấy ạ, trong quá trình sáng tác trong nền văn học Việt Nam có biết bao nhiêu là đề tài. Đấy, và mỗi đề tài thì có biết bao nhiêu là các tác giả sáng tác về cùng cái đề tài đó. Ví dụ về đề tài thiên nhiên thì ôi thôi vô vàn. Thế nhưng mà người ta vẫn cảm nhận được cái nét riêng của các tác giả, mặc dù là viết về cùng một đề tài, đúng không? Thì cái nét riêng ấy được gọi là phong cách. Nó được ví như là thứ vân chữ của các tác giả vậy. Mỗi công dân có một dạng vân tay, mỗi người nghệ sĩ có một dạng vân chữ không trộn lẫn. Đấy, thì ở đây thứ vân chữ không trộn lẫn của Thanh Tịnh chính là cái vẻ đẹp đằm thắm, tình cảm êm dịu, trong trẻo toát lên qua câu thơ, câu văn. Đồng ý chưa? Nhá, đấy, đấy chính là về đặc điểm trong sự nghiệp sáng tác của Thanh Tịnh. Bên cạnh đó, trong sách giáo khoa không cung cấp, thế nhưng chị cũng mong là các bạn có thể hiểu rõ hơn. Đó là về đề tài sáng tác của Thanh Tịnh. Thanh Tịnh thì thường hướng ngòi bút của mình về những đề tài rất là gần gũi, dung dị. Ví dụ như là đề tài về quê hương, về quê mẹ. Đồng ý chưa ạ? Và cũng là, và bên cạnh đó còn là những cái đề tài rất là tha thiết. Ví dụ như đề tài về tình yêu đôi lứa nữa. Chuyện ngắn của Thanh Tịnh thì kể về một bến đò hiu hắt, một dòng sông với con đò dọc ẩn hiện những lời trao duyên tình tứ, về nỗi nhớ quê mẹ của một người con gái đi lấy chồng xa, về một nhà ga nho nhỏ giữa cánh đồng với con tàu bỏ lại đằng sau nó những hoài niệm, về một tình yêu không bao giờ tới, về nỗi lòng bịn rịn của một cô gái quê khi phải chia tay với người bạn trai sau mùa gặt hái. Các bạn thấy không ạ? Nhá, đấy chính là những cái lời nhận xét về sự nghiệp sáng tác của tác giả Thanh Tịnh. Và qua đó chúng ta thấy được rằng là Thanh Tịnh với cái ngòi bút đầm đầm thắm thắm những cái vẻ đẹp của sự trong sáng, êm dịu, thì nhà văn Thanh Tịnh đã hướng ngòi bút của mình đến với những cái đề tài dung dị như là đề tài quê mẹ này, hay là đề tài về tình yêu đôi lứa này. Nhá, đó, đấy cũng là một cái chất liệu mở rộng thêm để các bạn nắm bắt thêm thông tin về tác giả này. Đồng ý chưa nào? Đó, thì đấy là những cái thông tin rất quan trọng nhá. Nhớ cho chị những cái từ khóa như thế này. Và với tất cả những sự cống hiến đó, với cái quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và hăng say như thế, nhà văn Thanh Tịnh đã đạt được những cái thành tựu như thế nào? Thì thành tựu của ông có thể được gói gọn trong những giải thưởng. Đồng ý chưa nào? Đấy, đó là giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật này. Đó, được không nào? Cùng với một số những cái tác phẩm chính như là Hận Chiến Trường, Quê Mẹ, Ngậm. Đây, các bạn có thể đọc ở trong sách nhá. Đồng ý chưa nào? Đó, thì đấy chính là những cái giải thưởng mà nhà văn Thanh Tịnh đạt được trong cái quá trình sáng tác của mình. Thế nhưng mà các bạn ơi, liệu rằng chúng ta có cần phải đánh giá về sự nghiệp sáng tác của một tác giả chỉ qua giải thưởng không? Chị nghĩ là ấy, nếu như đặt ra câu hỏi là điều gì là điều hãnh diện nhất của loài người khi xuất hiện ở trên thế giới này? Đó có thể là văn minh, đúng không ạ? Đó có thể là những sáng tạo khoa học kỹ thuật. Đó có thể là những cái khát vọng hướng tới tương lai. Đó có thể là tình yêu. Thế nhưng mà đối với những nhà văn, nhà thơ ấy, thì điều hãnh diện nhất của họ là có thể viết nên được những cái tác phẩm để đời, có thể viết nên được những cái tác phẩm xuất phát từ trái tim chân thành của mình. Vậy nên, mỗi khi nói về thành tựu của một tác giả ấy, chị đều nhấn mạnh cho các bạn học sinh là gì? Là chưa nằm lại ở những giải thưởng đó, không dừng lại ở những cái giải thưởng hiện hữu như thế, mà cái điều thành công nhất, cái thành tựu vĩ đại nhất đối với mỗi tác giả chính là những tác phẩm mà cho đến nay người đọc vẫn luôn luôn đón nhận bằng những tình cảm nồng thắm và sự trân trọng. Đồng ý chưa ạ? Đấy, nhớ chưa? Nhá, còn về mặt kiến thức, các bạn nắm bắt một số những cái thông tin quan trọng như thế này về tác giả Thanh Tịnh giúp cho chị. Và đây sẽ là cái tiền đề, là cái cơ sở để chúng ta tìm hiểu và phân tích về văn bản Tôi Đi Học. Các bạn ơi, chúng mình đã hình dung ra chưa?
Nào, bây giờ chúng ta kết thúc một cái phần kiến thức nho nhỏ thì dừng lại một chút xíu và các bạn phản hồi cho chị biết là chúng mình đã hiểu chưa nào? Chúng mình đã hiểu chưa nhỉ? Các bạn ơi, chúng mình đã hiểu chưa? Có phần nào các bạn chưa rõ không? Hay là có phần nào cần chị phải giảng lại? Hay là có cảm nhận của các em như thế nào về tác giả này thông qua cái phần chúng ta vừa mới tìm hiểu ạ? Đã hình dung ra chưa? Nhớ nhá, là ở đây chúng ta không những là học cái sơ đồ như thế này áp dụng cho tác giả Thanh Tịnh, mà chúng ta áp dụng được cho rất là nhiều những tác giả khác nữa, cũng với ba ý chính: cuộc đời, sự nghiệp sáng tác và thành tựu nhá. Ok không? Chị thấy rất là nhiều chiếc tim xinh xắn được thả. Thế nhưng mà chị không biết là các bạn phản hồi như thế nào. Hay là do ở đây chị không đọc được bình luận nhỉ? À thấy rồi. Ok Trà My nhá. Ừ, hiểu rồi chị ạ. Hơi chị ạ. Có phần thành tựu em chưa hiểu rõ. Thành tựu ở đây là chúng ta sẽ liệt kê ra những giải thưởng của tác giả đó nhá. Nhưng mà chúng ta liệt kê để nắm bắt thôi. Còn chủ yếu trong quá trình viết văn ý, trong quá trình viết bài văn thì chúng ta không sử dụng đến những cái phần thông tin này nhiều đâu nhá. Còn quan trọng là hai phần thông tin này này. Hiểu ý chị không nào? Đó, thì các bạn lưu về cái điều đấy. Còn phần thành tựu này rất là đơn giản thôi, liệt kê ra những cái giải thưởng mà tác giả có được. Nhưng ý của chị là muốn rằng là các bạn đừng đem những cái giải thưởng ấy ra để so sánh rằng là tác giả này giỏi hơn tác giả kia. Không, không có chuyện đấy nhá. Mà ở đây chúng ta thấy được những cái thành tựu trong giải thưởng như thế như là một sự ghi nhận với quá trình cống hiến và sáng tác của tác giả đó. Còn lại, điều mà đáng trân quý nhất của mỗi tác giả chính là những tác phẩm mà cho đến ngày nay hay là những ngày sau nữa thì thế hệ độc giả vẫn sẽ luôn luôn đón nhận mà. Hiểu ý chị không? Nhá. Rồi, ok. Ừ, rồi ạ. Các bạn kiệm lời thế hả? Sao các em kiệm lời thế hả? Đấy. Rồi, các bạn rất là kiệm lời nhá. Cứ rồi ạ, thế này làm chị không có cái gì để trao đổi cả. Thế thì lát nữa chị đặt ra nhiều câu hỏi hơn nữa thì nhớ phải trả lời nhá. Ok không? Đấy, chị cũng sẽ bảo với chị Lan Anh là cứ phải đặt nhiều câu hỏi vào. Chắc là các bạn muốn nói lắm đấy, thế nhưng mà chị chưa tạo điều kiện cho mà nói đúng không? Ok luôn, bây giờ sẽ tạo điều kiện cho các bạn đây. Nào, bây giờ chúng mình sẽ bước sang phần số 2 ạ. Phần số 2 đó chính là phần về tác phẩm Tôi đi học. Rồi, về tác phẩm Tôi đi học thì để có được cái hình dung một cách khái quát về tác phẩm này ý, thì chúng ta sẽ hình dung thông qua những cái ý chính như sau. Thứ nhất là về xuất xứ của tác phẩm này. Nào, phần này chúng ta hoàn toàn có thể lấy được, chúng ta có thể khai thác được từ trong sách giáo khoa. Chuyện ngắn Tôi đi học được in trong tập Quê mẹ, xuất bản năm 1941 nhá, in trong tập Quê mẹ, xuất bản năm 1941. Đồng ý chưa? Thứ hai là về thể loại. Đây rồi, có sân chơi để chúng ta trao đổi rồi. Nhìn vào trong sách giáo khoa thì chúng ta thấy sách giáo khoa gọi tên thể loại của tác phẩm này là truyện ngắn. Ok nhá, truyện ngắn, thể loại truyện ngắn. Thế nhưng mà các bạn ơi, các em đã đọc văn bản này rồi, các bạn có cảm thấy là văn bản này giống như là những cái trang nhật ký không ạ? Nhá, các bạn có thấy là cái văn bản này này, toàn bộ truyện ngắn này này giống như là những trang nhật ký không? Bởi vì khi viết nhật ký là chúng ta sẽ viết lại là trải nghiệm của chúng ta như thế nào này, cảm xúc của chúng ta trong cái hành động đó, trong cái hoạt động đó, trong cái kỷ niệm đó ra sao này. Và thêm nữa là cái chất văn của nhật ký ấy, nó rất là gần gũi, đúng không ạ? Nó rất là gần gũi, nó như là những lời tâm sự, tâm tình ấy. Thì ở đây quả thực là văn bản này, chuyện ngắn này ấy, nó cũng mang cái hơi hướng của một trang nhật ký như thế, đúng không nhá? Thế nên là ở đây khi mà tìm hiểu về thể loại của tác phẩm này ý, có thể ở trên lớp thầy cô sẽ yêu cầu chúng ta trao đổi thêm để làm rõ về thể loại của tác phẩm. Sẽ có một cái chữ nữa xuất hiện ở đây, một cái thể loại nữa xuất hiện ở đây, đó chính là thể loại ký.
nhá. Nghĩa là tác phẩm này là tác phẩm có thể loại truyện ngắn, được viết theo thể loại truyện ngắn, nhưng là truyện ngắn mang chất ký, là một truyện ngắn mà lại bàng bạc chất thơ. Nhá, sau này chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái ngòi bút viết truyện đấy, thế nhưng mà lại bàng bạc chất thơ, rất là nhẹ nhàng đằm thắm như thế. Đơn cử như là sang năm chúng ta học về anh thanh niên ạ. Anh thanh niên năm nay hơi bị bận luôn, đi khắp mọi miền tổ quốc luôn đó, để mà đi vào trong đề thi của rất nhiều tỉnh thành của các anh chị 2K7 vừa mới thi xong. Thì tác giả Nguyễn Thành Long, tác giả của tác phẩm Lặng lẽ Sapa ấy, thì Lặng lẽ Sapa cũng là một truyện ngắn, nhưng mà truyện ngắn ấy cũng bàng bạc chất thơ, cũng trong trẻo, cũng nhẹ nhàng, chứ không hề gay cấn kiểu như là phim hành động đâu các bạn ạ. Không hề gay cấn đâu. Đấy, thế nên là những cái chuyện ngắn như thế nó có pha chút chất ký ở trong đó nhá. Nhưng tóm lại thì theo thông tin sách giáo khoa, chúng ta chốt thể loại của tác phẩm này là chuyện ngắn. Nhớ chưa? Đấy, rồi, đấy là về thể loại nhá. Nào, bây giờ ý thứ ba chúng ta cần phải nắm bắt được cho chị chính là về chủ đề của tác phẩm này. Chủ đề ạ. Ngay từ nhan đề thôi chúng ta đã phần nào thấy được chủ đề rồi nhở? Tôi đi học. Tác phẩm này tập trung thể hiện những trạng thái cảm xúc của nhân vật tôi trong cái ngày đầu tiên tự trường nhá. Đồng ý chưa ạ? Cảm xúc. Trong ngày đầu tiên đi học của nhân vật tôi. Nhớ chưa? Đây là ngày khai trường đã để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ đối với nhân vật tôi, hay cũng chính là đối với tất cả chúng ta. Đó là về chủ đề của tác phẩm. Vậy thì bây giờ, để mà phân tích được rõ nhất về tác phẩm này, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là phần bố cục nhá. À, thế thì phần này các bạn giúp chị được không ạ? Các em ơi, bố cục của văn bản này gồm mấy phần và nội dung của từng phần là gì? Các bạn có thể chia sẻ với chị được không? Các bạn đã đọc rồi thì có lẽ cũng đã tìm hiểu và cũng đã phần nào hình dung ra được bố cục của tác phẩm rồi đúng không ạ? Thế thì tác phẩm này gồm mấy phần chính đây? Các bạn có thể chia sẻ với chị nhá. Nếu không nắm rõ được nội dung của từng phần thì có thể bình luận cho chị một con số đi. Theo các em thì văn bản này được chia ra làm mấy phần? Nào, văn bản này chia ra làm mấy phần nhỉ? Cho chị xin một con số đi ạ. Ôi khủng khiếp nhỉ, hơn 100 bình luận rồi. Bố cục 2 phần, bố cục 3 phần. Có bạn thì cho rằng là 3 phần, có bạn thì lại cho rằng là 2 phần, đúng không? Ồ, bên trên các bạn trao đổi rất là nhiệt tình luôn này. Chị xin lỗi nếu như có bỏ qua bình luận của các bạn nhá. Đấy, nếu như một trang hồi ký rất là tốt, nếu mà được nói thì chúng em cũng muốn phát biểu lắm ạ. Thế hay là để chị đề xuất chị Lan Anh tổ chức trên Meet hoặc là trên những cái nền tảng khác xem sao. Nền tảng này, phát trực tiếp này vẫn là nền tảng chính, thế nhưng mà bên cạnh đó nhá, hay là tổ chức thêm những buổi để các bạn giao lưu, các bạn chia sẻ thêm dưới hình thức là Google Meet này, hoặc là Zoom này, hoặc là bất cứ một cái gì đấy để các em có thể nói nhá. Để lúc đấy thì chắc là các bạn nói hết phần của các chị luôn ấy, đúng không? Rồi, 3 phần, bố cục 2 phần, bố cục 3 phần. Vậy thì ở đây này, các bạn ơi, về bố cục của văn bản này, của tác phẩm này, không phải là chỉ có một cách chia đâu. Và các bạn cũng hiểu giúp chị nhá, là không có bố cục đúng, bố cục sai, mà chỉ là cách chia của chúng ta như thế nào để phục vụ cho việc phân tích thôi. Sau này các bạn được học sách mới, khi em lên lớp 10, các bạn sẽ được học sách mới. Thì cái sách mới đó sẽ tập trung cho chúng ta cái kỹ năng tự đọc, tự học. Cái kỹ năng mà chúng ta đọc những cái văn bản mà không phải là đi thi chính những văn bản chúng ta đã học đâu, mà đi thi là một văn bản mới hoàn toàn, là việc chúng ta áp dụng cái kỹ năng đọc hiểu của mình để có thể phân tích cảm nhận một tác phẩm mới hoàn toàn luôn, không nằm trong sách giáo khoa luôn. Đấy, thế thì đến lúc đấy chúng ta sẽ thấy là ấy, cái kỹ năng đọc hiểu và cái kỹ năng chia bố cục của chúng ta rất là quan trọng, và sẽ không có gọi là bố cục đúng, bố cục sai đâu, tùy theo từng người chúng ta hiểu như thế nào, chúng ta chia như thế thôi. Nhá, thì ở đây chị sẽ chọn cái cách chia là đi theo 3 phần để có thể hướng dẫn các bạn hiểu rõ nhất về nội dung của văn bản này. Chúng ta có 3 phần nhá. 3 phần đó như thế nào? Cụ thể, quan sát vào đây. Bạn nào đã đọc rồi thì một lần nữa đọc lại với chị. Bạn nào chưa đọc thì chú ý lắng nghe này. Phần đầu tiên của chúng mình sẽ từ đầu văn bản như sau. Tôi đi học.
Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè, núp dưới bóng nón mẹ, lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, chính vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý và cũng không đi ra đồng nô đùa như thằng Sơn nữa. Trong chiếc áo vải dù đen dài, tôi cảm thấy mình đang trang trọng và đứng đắn. Dọc đường thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tuổi tôi, áo quần tươm tất, nhí nhảnh gọi tên nhau hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thèm. Hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng sạch ra và chênh đầu chúi xuống đất. Tôi xốc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi trước ôm sách vở nhiều, lại kèm cả bút thước nữa. Nhưng mấy cậu không để lộ ra vẻ khó khăn gì hết. Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi. Mẹ đưa bút thước cho con cầm. Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm. Thôi, để mẹ cầm cũng được. Tôi có ngay cái ý nghĩ vừa non nớt vừa ngây thơ này. Chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi. Đó, các bạn đánh dấu vào đây cho chị nhé. Đó chính là phần đầu tiên. Đồng ý chưa nào? Đó chính là phần đầu tiên. Từ đầu cho đến chỗ là như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi. Nội dung của phần 1 này đó chính là tâm trạng bâng khuâng, sao xuyến của nhân vật tôi từ nhà đến trường. Tức nghĩa là bố cục của cái văn bản này này sẽ đi theo trình tự thời gian các bạn nhé. Đấy, và tác giả kể lại chi tiết từ cái lúc mà từ nhà đến trường thì như thế nào. Phần 1 là tâm trạng từ nhà đến trường. Được chưa ạ? Tâm trạng từ nhà đến trường đó là một cái tâm trạng bâng khuâng, sao xuyến và rất là lạ, đúng không ạ? Cũng là đến trường nhưng mà nó lạ lắm. Đấy, thế thì chúng ta một lát nữa hoặc là trong buổi học sau chúng ta sẽ phân tích để xem nó lạ như thế nào nhá. Đấy là phần 1 ạ. Tiếp tục phần số 2. Nào, phần 2 tiếp tục lắng nghe cùng với chị nhá. Trước sân trường làng Mỹ Lý dày đặc cả người. Người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa. Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy, trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao giáo và sạch sẽ hơn các nhà trường, hơn các nhà ở trong làng. Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi, ngôi trường Mỹ Lý trông vừa xinh xắn, vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ. Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao. Ồ, chỗ này chữ bị mờ quá này. Nếu như mà các bạn quan sát và hơi khó nhìn thì các em có thể là theo dõi trong sách giáo khoa của mình nhé. Đó, và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến xếp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp. Cảm thấy mình chơ vơ là lúc này. Vì chung quanh là những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả. Các cậu không đi, các cậu chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cậu tới trước.
À, nói các cậu không đứng lại, lại càng đúng hơn nữa. Hai chân các cậu cứ dành dàng mãi, hết co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả. Đây. Hết co lên một chân thì các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả ban tưởng tượng. Chính lúc này, toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp. Ông Đốc trưởng Mỹ Lý gọi mấy cậu học trò mới đến từng lớp, đến đứng trước lớp 3. Trường làng nhỏ nên không có phòng riêng của ông Đốc. Trong lúc ông ta đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập. Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng. Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn, ông Đốc nhìn chúng tôi nói sẽ: thế là các em đã được vào lớp 5. Các em phải gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng. Các em đã nghe chưa? Các em đều nghe nhưng không em nào dám trả lời. Cũng may đã có một tiếng dạ ran của phụ huynh đáp lại. Ông Đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu học trò trong lớp 3 cũng đua nhau quay đầu nhìn ra. Và ngoài đường cũng có mấy người đứng dừng lại để nhìn vào. Trong những phút này, chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết. Vì vậy đã lúng túng, chúng tôi càng lúng túng hơn. Ông Đốc lấy cặp kính trắng xuống rồi nói: thôi, các em lên đứng đây xếp hàng để vào lớp. Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước. Nhưng người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ. Không giữ được chéo áo hay cánh tay người thân, vài ba cậu đã từ từ bước lên đứng dưới hiên lớp. Các cậu lưng lẻo nhìn ra sân, nơi mà những người thân đang nhìn các cậu với cặp mắt lưu luyến. Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc. Tôi bất giác quay lưng lại, rồi dúi vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ. Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi. Ông Đốc tươi cười nhẫn nại chờ chúng tôi. Các em đừng khóc, trưa nay các em được về nhà cơ mà. Và ngày mai lại đừng nghỉ cả ngày nữa. Sau khi thấy 28 cậu học trò sắp hàng đều đặn dưới hiên trường, ông Đốc liền ra dấu cho chúng tôi đi vào lớp 5. Một thầy trẻ tuổi, gương mặt tươi cười đang đón chúng tôi trước cửa lớp. Trong thời thơ ấu, tôi chưa lần nào thấy xa mẹ tôi như lần này. Tôi cũng lấy làm lạ. Vì có những hôm đi chơi suốt cả ngày với chúng bạn ở đồng làng Lê Xá, lòng tôi vẫn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi một chút nào hết. Đấy, đến đây các bạn lại đánh dấu vào cho chị nhé. Đó chính là phần số 2. Và chúng ta thấy được là tâm trạng của nhân vật tôi khi đứng trước sân trường, đúng không ạ? Nhá, cũng là tâm trạng của nhân vật tôi, nhưng mà là gì nhở? Khi ở trên sân trường. Đó, đồng ý chưa nào? Và phần cuối cùng là phần còn lại. Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trong hình gì treo trên tường, tôi cũng thấy lạ và hay hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận, rồi tự nhiên lạm nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi, một người bạn chưa hề quen biết, nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. Sự quyến luyến tự nhiên và bất ngờ quá, đến nỗi mà tôi cũng không dám tin là có thật. Một con chim con liệng đến đứng bên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao. Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim, một kỷ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa hay bên bờ sông Viêm sống lại đầy rẫy trong trí tôi. Nhưng tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật. Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm bẩm đánh phần đọc bài viết tập tôi đi học. Đó, phần thứ 3 chính là phần còn lại và giúp cho chúng ta thấy được tâm trạng nao nức, bỡ ngỡ của nhân vật tôi khi bước vào lớp học và bắt đầu tiết học đầu tiên. Cũng là tâm trạng của nhân vật tôi, nhưng mà là gì ạ? Khi bước vào lớp học và học bài học đầu tiên. Các bạn ơi, các bạn cũng đang học bài đầu tiên đấy. Các bạn có cảm xúc giống như nhân vật tôi không?
Tạm thời chúng ta bỏ qua cái giai đoạn là từ nhà đến trường đi. Đấy, tạm thời bỏ qua cái giai đoạn đứng trên sân trường đi. Thế thì bây giờ ví dụ như là các bạn đang học cái buổi học đầu tiên đây, thì các bạn cảm thấy như thế nào? Có nao nức, có bỡ ngỡ không? Có nhớ về những kỷ niệm xưa cũ không? Có cảm thấy xa mẹ, xa bố không? Không có đâu, đúng không ạ? Ở đây chúng ta đang học online, thế nên là các bạn học trong cái tâm trạng thoải mái nhất có thể mà. Có thể bây giờ có bạn còn đang vừa học vừa ăn đấy, đúng không ạ? Chị nói đúng không? Vừa học vừa ăn này, vừa học vừa uống trà sữa này. Thậm chí nhá, vừa học còn vừa đang trông em này, đấy. Rồi, nói vui một chút xíu như vậy để chúng ta thấy được rằng là nội dung của văn bản này, thông qua phần chia bố cục, chúng ta thấy nó rất là gần gũi thôi, đúng không? Và có lẽ là ai cũng như vậy, khi nhớ lại buổi tựu trường đầu tiên cũng sẽ có những cái tâm trạng tương ứng với từng cái giai đoạn này một đấy, đúng không các bạn nhá? Tương ứng với từng giai đoạn một này đấy. Đấy, thế thì với cái phần mà chị vừa mới đọc cùng với các bạn này, với phần chúng ta chia bố cục như thế này, thì không biết là các em đã xác định được phương thức biểu đạt của văn bản này chưa? Các bạn đã học đến kiến thức về phương thức biểu đạt chưa nào? Chúng mình ơi, chúng mình đã học đến phần kiến thức về phương thức biểu đạt chưa ạ? Phần 3 từ đâu vậy chị? Đây, phần 3 từ chỗ một mùi hương nhé. Đây là bắt đầu từ phần 3 này. Đồng ý chưa nào? Mạng hơi lag à? Đoạn đấy chắc là mạng hơi lag đấy. Đấy. Rồi, chắc là có một đoạn mạng bị lag đúng không? Bây giờ đã ổn hơn rồi đấy nhở? Ok. Đấy, vui lắm chị ạ. À, các bạn cũng phải đồng cảm với tác giả chứ. Các bạn chắc cũng phải có phần nào náo nức chứ nhở? Được học rồi ạ. À, ok, biểu cảm. Được học rồi đúng không? Rồi, thế thì ở đây có ý kiến đưa ra là phương thức biểu đạt của văn bản này là biểu cảm. Ok, chị trước tiên là chị ghi nhận nhé, chị ghi nhận ý kiến đó đã. Có bạn nào có ý kiến khác không? Rồi, rất là cảm ơn bạn nhỏ Hoàng Kim đúng không nhỏ? Không biết là chị có đọc đúng tên em không, đúng tên của em không, hay là em đang sử dụng nick của phụ huynh để học. Đấy, thì trước tiên là chị ghi nhận ý kiến về phương thức biểu cảm này. Ý kiến thứ hai của bạn Mimi là phương thức tự sự này. Rồi, tiếp tục chị ghi nhận ý kiến thứ hai là về tự sự này. Còn ý kiến nào nữa không ạ? Tự sự nữa này. Có thể thấy là có tự sự này, biểu cảm này là các bạn đưa ra rất là nhiều. À, có một bạn là tổng hợp hết cả ba phương thức luôn, tự sự miêu tả biểu cảm luôn. Em nghĩ thế. Rồi, ok. Ngoài ba phương thức này thì không có phương thức nào được nhắc đến nữa đúng không ạ? Rồi, chị cũng đồng ý là toàn bộ truyện ngắn này là sự kết hợp giữa phương thức tự sự, phương thức miêu tả và phương thức biểu cảm các bạn nhé. Tại sao chị lại khẳng định như thế? Nhưng mà trước tiên các bạn ghi vào đây cho chị đã nhé. Đó là gì nhỉ? Phương thức biểu đạt. Đấy, thì về phương thức biểu đạt ý, thì chị khẳng định là trong tác phẩm này có sự kết hợp giữa phương thức tự sự, phương thức miêu tả và phương thức biểu cảm. Tự sự ở đâu? Tự sự ở chính cái mạch thời gian này này. Tự sự nghĩa là gì? Là kể lại một câu chuyện có nhân vật, có diễn biến, đúng không ạ? Câu chuyện này có nhân vật, có mở đầu, có diễn biến, có kết thúc. Thì quả đúng như vậy. Ở đây toàn bộ tác phẩm xoay quanh cái câu chuyện của nhân vật tôi trong ngày đầu tiên đến trường. Thì diễn biến của cái câu chuyện ấy bắt đầu từ khi mà nhân vật tôi từ nhà đến trường này, sau đó ở trên sân trường và cuối cùng ở trong lớp học và bắt đầu bài học đầu tiên. Đó chính là cái mạch tự sự của bài, của cái tác phẩm này. Đồng ý chưa ạ? Nhá. Và phương thức tự sự là cái phương thức bao trùm nhất. Hiểu ý chị không? Là phương thức bao trùm nhất. Đó là việc mà tác giả đang kể lại về cái ngày đầu tiên tựu trường của mình. Thế nên chúng ta xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản này, của tác phẩm này chính là phương thức tự sự các bạn nhé. Đấy, nhưng bên cạnh đó còn có hai phương thức biểu đạt phụ cũng thêm vào đây để văn bản trở nên rất đặc sắc, rất gần gũi. Đó là phương thức miêu tả. Phải nói là văn bản này có cái ngòi bút miêu tả rất hay luôn. Vừa đọc cùng với các bạn, chị cũng thấy là có rất nhiều những câu văn so sánh này. Rồi là, đây nhá, những cái câu văn mà đọc lên nó thơ vô cùng luôn. Đây, buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Đấy chính là miêu tả đấy,
Đúng không ạ? Miêu tả là nêu ra đặc điểm tính chất của sự vật. Thì ở đây đặc điểm là vào buổi mai này, đúng không ạ? Buổi mai ấy có đặc điểm là gì? Đầy sương thu và gió lạnh. Trời ơi, rất là thơ luôn nhở các bạn nhở. Đấy, một cái cảm giác mơn man gọi về trong chúng ta mỗi khi đọc những cái câu văn như thế. Và xuyên suốt văn bản này cũng có rất nhiều những cái câu văn miêu tả như thế. Nên là không thể không nhắc đến phương thức miêu tả được. Đồng ý chưa? Đó, tiếp tục này. Và bên cạnh phương thức miêu tả thì chúng ta còn có phương thức biểu cảm. Biểu cảm là nêu ra cái cảm xúc cá nhân của mình, nêu ra cái cảm giác, nêu ra cái suy nghĩ. Thì ở đây, ở mỗi cái phân đoạn này thì tác giả đều bày tỏ những cái cảm xúc của mình, những cái tâm trạng của mình. Ví dụ như là từ nhà đến trường thì náo nức như thế nào, xong rồi lại có chút bâng khuâng như thế nào, đúng không ạ? Xong rồi có những cái suy nghĩ trẻ con như thế nào. Đấy là biểu cảm đấy ạ. Hay là khi đứng trên sân trường, từ lúc cảm thấy là náo nức cho đến lúc mà cảm thấy sợ hãi thì đấy cũng là tâm trạng đấy. Hay là vào lớp học bỡ ngỡ ra sao, hồi hộp ra sao, có tất cả. Thế nên là không thể không nhắc đến cả phương thức biểu cảm nữa. Như vậy, chốt lại thì văn bản này có phương thức biểu đạt chính là phương thức tự sự, và có phương kết hợp với hai phương thức biểu đạt phụ là phương thức miêu tả và biểu cảm. Nhớ chưa? Nếu như gặp câu hỏi là xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong tác phẩm Tôi đi học thì chúng ta nêu ra cho chị cả ba cái phương thức này. Nhưng nếu được hỏi là phương thức biểu đạt chính thì chúng mình sẽ chỉ trả lời là phương thức tự sự thôi nhá. Hiểu ý chị không? Đấy, và đó chính là những cái nét gạch đầu tiên, chính là những cái nét phác họa đầu tiên của chúng ta về văn bản này. Các bạn ơi, chúng mình có hình dung ra không? Đấy, và thêm nữa nhá, sau buổi học này, chị có một nhiệm vụ nho nhỏ cho các bạn. Đấy là chúng ta hãy giúp cho chị tóm tắt văn bản này nhá. Đồng ý không? Tóm tắt cho chị chuyện ngắn này. Đấy, nhớ là tóm tắt. Đã gọi là tóm tắt thì chỉ nêu ra những cái nội dung chính thôi. Và đây sẽ được coi là nhiệm vụ của chúng mình sau buổi học này, và sẽ được tính như là một cái hình thức điểm danh để chúng ta được nhận tài liệu nhé. Đồng ý không? Tài liệu của các bạn là gì mà chúng ta lại phải làm nhiệm vụ mới được nhận? Thì đây, bao gồm tất cả những cái kiến thức cơ bản như thế này, và cả phần mở bài kết bài mẫu này, cả phần dẫn chứng mở rộng nữa này. Nên là các bạn ơi, tài liệu ấy các bạn hãy cố gắng đạt được bằng cách thực hiện cái nhiệm vụ này nhá. Đồng ý chưa nào? Và các bạn hãy nộp lại cái nhiệm vụ này. Các bạn làm có thể là chúng mình làm ra giấy, viết ra giấy, hoặc các bạn có thể đánh máy, thậm chí các bạn có thể thiết kế ảnh, trang trí lung linh lộng lẫy lên. Bởi vì sao? Bởi vì các em càng tâm huyết với nó thì là lúc mà chúng ta càng nhập tâm vào nó. Mà càng nhập tâm vào kiến thức thì chúng ta lại càng nhớ lâu. Đúng không? Đấy, thế nên là các bạn hãy tự giác thực hiện cho chị cái nhiệm vụ này nhá. Và chúng ta nộp lại vào buổi tối ngày mai. Cụ thể thì chị Lan Anh sẽ đăng cái thời hạn để các bạn nộp bài, để tính xem là bạn nào đã thực hiện nhiệm vụ đầy đủ, rồi tham gia buổi học đầy đủ để được nhận tài liệu nhá. Hiểu ý chị không? Đấy. Còn ở đây, trong buổi học ngày hôm nay, với những cái thông tin khái quát về tác giả Thanh Tịnh, về tác phẩm Tôi đi học, thì chị cũng cao hứng có những cái phần chia sẻ về tác giả như thế này. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé, để chúng ta còn một chút xíu những cái dư âm còn đọng lại thật là ngọt ngào, thật là nhẹ nhàng về tác phẩm này cùng với chị trong buổi hôm nay. Đồng ý không ạ? Nào các bạn ơi, đây, ở đây là những cái dòng văn mà gọi là cung cấp thêm thông tin cho chúng mình này, là những cái dòng cảm nhận về tác giả, về tác phẩm này, nhưng một cách khái quát thôi. Đó, thì các bạn hãy cùng dành ra một ít phút cuối bài ngày hôm nay để chúng ta ngồi xuống lắng nghe và đọng lại cho mình những cái dư âm nhẹ nhàng nhất nhưng mà cũng là sâu lắng nhất của bài học này nhá. Nào, ở đây chúng mình cũng vừa được biết đấy, tác giả Thanh Tịnh là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng ở nửa cuối những năm 30 của thế kỷ 20. Là người con xứ Huế, mảnh đất cố đô nền nã ấy đã tạo cho Thanh Tịnh một vốn văn học khá đồ sộ, phong phú từ thơ cho đến truyện, với phong cách văn chương không thể trộn lẫn. Văn của ông thiên về cái nhẹ nhàng, dịu ngọt, man mác. Mỗi chuyện ngắn giống như một bài thơ trữ tình nhỏ xinh và lắng sâu. Sinh thời, Thạch Lam đã nhận xét về Thanh Tịnh như thế này:
Chuyện ngắn nào hay đều có chất thơ và bài thơ nào hay đều có cốt truyện. Hay không ạ? Chuyện ngắn nào hay thì đều có chất thơ và bài thơ nào hay thì đều có cốt truyện. Đó chính là sự hòa quyện giữa phương thức tự sự và phương thức biểu cảm đấy các bạn. Đúng không? Tiếp tục nhé. Cái tôi lôi cuốn và khiến độc giả chú ý ở văn xuôi của ông không phải là cốt truyện mà là không khí truyện, mang âm hưởng buồn buồn, lưu luyến, những sao động bất chợt, những mơ hồ thoáng qua. Nhờ sự thành thật và cả vẻ dịu dàng không giống một ai của Thanh Tịnh, những trang văn chương của ông luôn tồn tại trong tâm trí nhiều thế hệ. Tiêu biểu có thể kể đến chính là tác phẩm Tôi đi học. Tôi đi học là truyện ngắn mang màu sắc hoài niệm và đậm đà chất thơ của nhà văn Thanh Tịnh, in trong tập Quê mẹ, xuất bản năm 1941. Theo dòng hồi tưởng, tác giả kể lại những kỷ niệm mơn man, êm đềm sâu sắc của tuổi thơ trong buổi tựu trường đầu tiên trong đời, khi ông được mẹ dẫn đi đưa vào lớp 5, lớp đầu tiên của cấp tiểu học của trường Pháp, Việt những năm 1945. Chuyện ngắn Tôi đi học được bố cục theo trình tự hồi tưởng của nhân vật tôi, diễn tả cảm xúc mới mẻ, hồi hộp, bỡ ngỡ, nao nức, bâng khuâng của nhân vật tôi ở thời điểm ngày khai trường hiện tại, nhớ về ngày khai giảng đầu tiên trong cuộc đời mình. Trình tự được diễn biến theo sự việc từ hiện tại nhớ về quá khứ, từ chuyển biến của đất trời cuối thu đến những hình ảnh rụt rè của những em bé núp dưới nón mẹ lần đầu tiên, làm cho nhân vật tôi bâng khuâng nhớ về kỷ niệm trong sáng của mình. Và bạn đọc chúng ta, bạn có còn nhớ về ngày đầu tiên tôi đi học không? Đó, chị nghĩ rằng đấy chính là những cái cảm xúc mà đọng lại trong chúng ta sau cái bài học ngày hôm nay, và cũng là sau khi chúng ta cảm nhận về văn bản này. Tiếp tục thì chị Lan Anh sẽ gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai với phần phân tích chi tiết và cụ thể về văn bản này nhé. Sẽ có rất nhiều những cái kỹ năng mà các bạn cần phải theo dõi để chúng ta nắm bắt được. Ví dụ như là kỹ năng phân tích dẫn chứng ở trong một tác phẩm truyện này. Đó, chị biết rằng là các bạn lớp 8 bây giờ thì chúng ta có nhiều nơi là chúng ta đã làm quen và viết luôn về văn nghị luận rồi, chứ không còn là học văn tự sự hay thuyết minh nữa, đúng không? Thế nên là với cái sự bỡ ngỡ của các bạn ấy, các bạn hãy đặc biệt lưu ý để tham gia vào trong khóa học này nhé. Bởi vì khóa học sẽ trang bị cho các em tất cả những cái kiến thức và kỹ năng cần thiết, đặc biệt là có sự rèn luyện thường xuyên và tỉ mỉ để các bạn có thể viết được những cái bài văn hoặc là đoạn văn cảm nhận về một tác phẩm là như thế nào. Hiểu ý chị không ạ? Còn với học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ gặp gỡ nhau với khoảng một tiếng đồng hồ như vậy nhá. Chắc là bây giờ các bạn cũng đã khá mệt rồi nhỉ? Rồi, không sao không sao. Buổi đầu chúng ta khởi động như vậy, đồng ý không? Và chị cũng gọi là xin phép gặp gỡ các bạn trong buổi đầu tiên nho nhỏ như thế này thôi. Buổi học ngày mai chúng mình trở lại với chị Lan Anh. Và hãy cùng chờ đợi chị Lan Anh đăng lại cái lịch đăng bài. Đây này, đăng lại cái lịch, cái lịch nộp nhiệm vụ của chúng ta và lịch học vào buổi tối ngày mai cho chúng mình nhé. Đó, và cũng đừng quên là nhắn tin hỏi thăm về sức khỏe của chị Lan Anh nữa. Chị Lan Anh, chị tin là với những cái sự quan tâm này, đúng không nào, nhá, của các bạn thì chắc chắn là sẽ mau khỏi ốm thôi, để ngày mai trở lại cùng với chúng mình. Đồng ý với chị không? Và đừng quên để lại những cái cảm nhận của các em sau buổi học này, có thể là bình luận ngay tại phần phát trực tiếp này cho chị biết là các bạn cảm nhận như thế nào về buổi học ngày hôm nay này, hoặc là chúng ta có thể nhắn tin ở trong nhóm chat của lớp nhá. Đồng ý không ạ? Các bạn ơi, chúng mình có còn theo dõi không đấy? Sao chị chưa gì chị đã thấy là tụt số lượng người xem rồi. Toàn là những thanh niên là vào học đến đoạn cuối, là những đoạn hay nhất thì lại bỏ lỡ mất. Đối với những bạn đó chị chỉ cảm thấy đáng tiếc thôi. Các bạn không biết thì thôi, chứ các chị biết làm như thế nào để giữ chân các bạn mà. Những phần kiến thức hay nhất, những cái phần cảm xúc lắng đọng nhất luôn luôn ở phần cuối. Thế nên là các bạn mà ra sớm, các bạn mà đăng xuất ra sớm thì thôi coi như là không nắm được phần đấy luôn, đúng không? Không phải chị ơi, sắp chia tay chị rồi, hu hu. Sao mà học về buổi học về tác phẩm ngày đầu tiên đi học như thế này, hôm nay tôi đi học như thế này mà lại có cảm giác cứ như là sắp chia xa như thế này nhở? Không, các bạn ơi, yên tâm nhá, chị và chị Lan Anh cùng với các anh chị trong team chị Hiên vẫn ở đây cùng đồng hành với các bạn mà, đi đâu đâu mà lo. Ok chưa? Và những phần phát trực tiếp ở trên fanpage, các em có thể là gặp gỡ chị và tham gia giao lưu ở trong những phần phát trực tiếp đó. Bởi vì chị thường xuyên phát trực tiếp trên fanpage học văn chị Hiên trong cơ sở này, đúng không? Nhá, đấy, cả chị Lan Anh nữa và cả các anh chị khác trong team học văn chị Hiên nữa.
các bạn đều có thể tìm đến mỗi khi chúng ta có thắc mắc trong việc học văn. Ok không nào? Mình làm sơ đồ tư duy hay bài văn vậy chị? Cái phần nhiệm vụ này các bạn viết cho chị thành một đoạn văn nhé. Đồng ý không ạ? Các bạn viết cho chị thành một đoạn văn. Tóm tắt chi tiết được không ạ? Tóm tắt ngắn gọn thôi. Đã gọi là tóm tắt thì không cần phải... tức nghĩa là không cần phải kể lại chi tiết đâu, mà chỉ cần giúp cho người đọc hình dung ra được về nội dung của văn bản này, biết được rằng là tác giả kể cái gì trước, cái gì sau. Thế là ổn các bạn nhé. Hiểu với chị không nào? Tuy là buổi học miễn phí nhưng em cảm thấy rất xứng đáng và cảm thấy thật may mắn khi thấy được bài post của học văn miễn phí. Rồi, đang còn ở đây mà chị. Đừng đánh đồng. Không, chị có ý định đánh đồng đâu. Chị chỉ bảo là những bạn nào mà đã đăng xuất ra rồi, đã không còn theo dõi nữa rồi ấy, thì là sẽ đã bỏ lỡ mất một cái đoạn mà chị chia sẻ về những cảm nhận đối với tác giả Thanh Tịnh và về tác phẩm này thôi mà. Đúng không? Ok, rồi, chốt lại là như vậy nhá. Còn buổi học ngày hôm nay của chúng ta, hãy để cho những cảm xúc bâng khuâng, hãy để cho những cảm xúc nao nao lưu luyến của chúng mình khi nhớ về ngày đầu tiên tựu trường để kết thúc cho buổi học này nhá. Chúc các em mỗi khi nhớ về những cái kỷ niệm đáng nhớ như thế sẽ luôn luôn là những kỷ niệm ngọt ngào, sẽ luôn luôn là những cảm xúc khó phai và đặc biệt là sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc nữa. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng với chị trong buổi học ngày hôm nay. Và tất nhiên rồi, nhớ nhá là chúng ta hãy cố gắng tham gia thường xuyên và đầy đủ, đều đặn ở trong những buổi học miễn phí của khóa học này để có thể nắm bắt được kiến thức và đặc biệt là được nhận những phần tài liệu chất lượng nhá. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau. Bye bye!